Gì ghê vậy? Di Nguyễn tiếp tục dính scandal nghiêm trọng với fan hâm mộ trên web BBT kìa anh. Này là nhân viên viết bài tiến bộ hơn rồi kìa. Kìa các mày, có không? À đây, Di Nguyễn tiếp tục dính scandal nghiêm trọng với fan hâm mộ. Ghê vậy mày. Fan Di Nguyễn đóng 50 triệu cho idol vẫn bị đem sấp mặt trên livestream. Sáng 3 tháng 2 năm 2021 vừa qua, Hotstream nhận được tin từ khách hàng đã đăng ký gói tập dài hạn, mua gói PT và mua súp tổng giá trị đơn hàng hơn 50 triệu đồng, bất ngờ hủy tập không lý do. Sau sự thăm hỏi của bộ phận chăm sóc khách hàng thì biết được sự thật bất ngờ. Bồ của khách hàng bị Di Nguyễn đem thẳng trên livestream. Theo chia sẻ của khách hàng, tôi từ trước tới nay chưa từng hâm mộ một ca sĩ hay diễn viên nào, chỉ hâm mộ một mình anh Di Nguyễn. Tôi rất buồn sau các sự cố vừa rồi của anh. Dù công tác ở Mỹ, nhưng tôi luôn theo dõi và ủng hộ anh qua các livestream và đời thực. Nhưng nhận được phản hồi vừa rồi của anh, tôi buồn quá. Qua tìm hiểu sự tình trên livestream, trong chương trình đem chậu của Di Nguyễn tối ngày 31 tháng 1 năm 2021, có một fan xin giấu tên, tự giới thiệu có bồ tập ở Hotstream Bình Tân và xin chụp hình chung. Và nhận được ngay câu trả lời phủ định vấn đề. Thôi bớt xạo đi em, bớt xạo với anh nha, không có bồ nào tập ở chi nhánh Bình Tân hết á, nghe em. Và sau đó không nhận được phản hồi nào từ fan trên comment nữa. Có thể phần trả lời này vô tình đã làm fan tổn thương và có ý định rút gói tập. Nhận được tin, trên buổi livestream, Di Nguyễn lập tức xem lại chi tiết vấn đề. Anh nhận ra có lẽ đạn đã bị lạc từ quân địch sang quân ta. Nói chung mà anh có lỗi mà. Anh có lỗi. Sự việc này thì diễn ra là người thật việc thật, anh có lỗi. Thì anh là người có lỗi, anh hoàn toàn xin lỗi tại vì đạn nó lạc các bạn. Trên livestream, anh xác nhận nếu như vậy quả thực anh đã sai. Anh còn rất thích tinh thần tập luyện của cặp đôi này. Anh cho biết việc fan hâm mộ ở Mỹ gửi tiền cho bạn gái ở Bình Dương sang tận Bình Tân để tập luyện là một điều rất khó tin. Và trên một khoảnh khắc trên livestream, sai lầm là điều rất khó tránh khỏi. Cũng trên livestream, anh thành thật xin lỗi fan hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua và mong fan và cộng đồng đồng lòng tha thứ. Nhưng mà giờ chuyện của Di sai là Di sai rồi, giờ Di chốt. Di chốt là Di xin lỗi bạn đó, tại vì trả lời có thể làm cho bạn đó tổn thương, bạn đó không có xạo, mà bạn đó là quá thật, đúng không? Bạn đó quá thật, nha các bạn. Khắc phục lỗi lầm, anh lập tức tặng người hâm mộ những món quà hết sức ý nghĩa. Đầu tiên là Libo 6 Blacker, sau đó là Quadalin. Đây là hai sản phẩm hỗ trợ giảm cân tuyệt vời mà BBT đang phát triển và phân phối. Chương trình livestream đem chậu của Di Nguyễn là một chương trình phản biện trực tiếp giữa người xem với anh một cách ngắn gọn, thông minh. Chương trình này bao hàm nhiều thành phần người xem, từ chậu tre, người xuyên tạc về đất nước, cho tới cộng đồng yêu gym, và nhiều chủ đề kinh tế tới xã hội. Trên diễn đàn với tính cách thẳng thắn, có thể thấy Di Nguyễn luôn đem vấn đề một cách khách quan mà không kể đó là fan hay địch. Chính vì điều này mà nhiều fan không chịu nổi nhiệt trên diễn đàn, vấn đề fan bị đem và buồn lòng là chuyện thường tình như ở huyện. Về trường hợp khách hàng từ chối tập tại Hotstream Bình Tân thì nay đã trở lại tập luyện bình thường sau khi xem xét kỹ lại vấn đề. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Chúc các bạn một ngày tập luyện và làm việc vui vẻ.